Xin chào quý anh chị, Huy đang đứng ở trước dự án Florida thuộc của tập đoàn Hưng Thịnh, phường Tân Hưng, quận 7. Và dự án này nằm trong khu đất của khu dân cư Him Lam. Và Huy đang muốn bán một căn hộ chính chủ tại thuộc dự án Florida. Và Huy đang quay lại tổng thể của mặt tiền dự án. Thưa quý anh chị, dự án gồm có 4 block và tổng cộng là 18 tầng. Tầng 1, tầng 2 chủ đầu tư xây sử dụng cho shop house và tầng 3 là hotel. Và dưới tầng hầm là sử dụng cho để xe hơi và xe máy. Còn đây là những cái mảng xanh nằm lọc lòng của giữa 4 block. Và một hồ bơi tiêu chuẩn 5 sao cho dân cư xuống sử dụng chung. Dự án Florida là dự án thương mại nên người Việt Nam được sở hữu lâu dài, còn người nước ngoài thì sở hữu 50 năm. Nên quý anh chị yên tâm. Và hồ bơi ban đêm bật đèn lên rất là đẹp. Quý anh chị thấy rất là sang trọng và có những cái ghế mình nằm, mình hóng mát. Còn đây là những cái shop house và siêu thị tiện ích. Và đây là những cái mảng xanh vui chơi giải trí. Và những cái tiện ích là có những cái sân chơi trẻ em và sân vườn, có nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng. Sinh hoạt cộng đồng là gồm có những cái thiết bị để cho tập thể dục giống như phòng gym và có bóng bàn. Và những cái mảng xanh, ban quản lý ngày nào cũng vệ sinh và xịt khử trùng, đâm ra là bữa tối không có muỗi. Thưa quý anh chị, dự án gồm có 4 block A, B, C, D và block B là block mà Huy đang muốn giới thiệu đến quý anh chị, là căn hộ Huy đang cần bán. Và mời quý anh chị lên thang máy để tham quan căn hộ. Đã lên tới tầng 15 và đây B1506 chính là căn hộ mà Huy đang muốn giới thiệu đến quý anh chị. Và trước khi vào tham quan, Huy mời quý anh chị xem lại hành lang ở bên ngoài, rất là sạch và rất là an ninh. Và đây cũng là hành lang ở thang máy, ở thang máy đi vào căn hộ của mình. Và đây cũng là một cái ổ khóa từ và dùng chìa khóa và khóa từ rất là chắc chắn. Và mời quý anh chị vào. Mời quý vị vào căn hộ để tham quan. Căn hộ diện tích là 68 m², gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 ban công, 1 sân phơi áo quần và 1 bếp, 2 toilet. Và đây là phòng khách. Và kế bên phòng khách là một phòng ngủ và không gian khu bếp. Kế phòng khách chủ đầu tư có thiết kế một phòng ngủ lớn cho vợ chồng. Và kế bên phòng ngủ ngoài phòng khách là có một cánh cửa để đi vào một toilet ở để cho khách khi tới là đi ở ngoài. Và mời quý vị vào xem những nội thất của toilet ở phòng khách, là gồm có tấm kính để xoa mặt và lavabo rửa mặt và bồn cầu đứng. Và cũng có một cái phòng tắm đứng có kính, gắn kính để khi tắm không có nước, không có ướt ra cái sàn, không ướt cái sàn nhà. Và mời quý vị đi vào tham quan phòng. Và đây là phòng ngủ lớn của vợ chồng, phòng master. Đây cũng chủ đầu tư đã lót sẵn sàn gỗ.
và cửa sổ có ba cửa ba khung để mình lấy được ban ngày lấy được ánh sáng. Rồi vào phòng, và đây là cái tay cầm để mình mở cái cánh cửa để lấy gió vào cho phòng ban ngày được mát. Và trong phòng có một tủ đựng áo quần đã đóng sẵn và rất là nhiều ngăn mình để được vật dụng áo quần rất là nhiều. Và đi vào là ở trong phòng ngủ lớn có một toilet. Toilet này thì rộng hơn toilet ở phòng khách, cũng có phòng tắm đứng lớn tiếng để tránh nước không dâng ra sàn bước, và cũng có một bồn cầu nguyên khối có lavabo rửa mặt, và cũng có một tấm kính để soi mặt. Và vì mời quý vị qua tham quan tiếp phòng ngủ thứ hai. Và đây, phòng ngủ thứ hai cũng có lót sàn gỗ. À, phòng nào cũng còn rất mới. Phòng này thì chỉ có hai khung cửa kính và cũng có một khung cửa sổ để lấy gió và nắng để ban ngày cái phòng được thông thoáng hơn. Và trong phòng cũng có thiết kế một bộ tủ đóng kiên cố và nhiều ngăn để được nhiều vật dụng và treo móc áo quần. Phòng nào cũng rất là sạch đẹp, phòng nào cũng lót sàn gỗ. Bây giờ Huy mời quý vị ra ngoài ban công để ngắm những view đẹp của Sài Gòn về đêm nhé, và mời quý vị cùng ra tham quan. Đây, và đây là ở ngoài cái ban công rất là rộng quý vị. Mình ra đây buổi tối mình bỏ ghế mình ngồi mình ngắm cả thành phố. Đây là cái đồ quay để mình kéo lên quay xuống cái dàn khung nhôm phơi đồ che mốc. Và đây là cái khu vực phơi đồ và có cái hai cái hông gió nhôm để lấy gió và nắng vào phơi đồ không bị rơi xuống dưới đất và được mau khô áo quần. Và khu vực này là cũng có sẵn những thiết bị cấp nước, khóa nước và ống xả nước cung cấp cho máy giặt, và đã cũng có một cái ổ điện rất là tiện lợi khi mình xài máy giặt mình cắm thẳng vào đó luôn. Và khi xong và đi ra đây là Huy mời quý vị cùng ngắm cái cảnh ban đêm của view Vitexco 81 tầng Landmark, và tòa nhà mới làm xong là tòa nhà One Tower Sài Gòn. Buổi tối rất là đẹp, rất là lung linh. Nguyên một ngày làm việc mệt mỏi và tối mình ngồi đây mình thư giãn, vừa được hứng gió và thư giãn, và ánh mắt mình ngắm nhìn cả thành phố, những cái ánh đèn lung linh. Và kế bên đây là một con sông quý vị, gió có nước làm cho mình nhìn xuống rất là dễ chịu. Và đây cái ánh đèn rất là lung linh vào ban đêm, ban đêm rất là lung linh. Những mùa lễ hay là dịp Tết mình ngồi đây mình ngắm pháo bông của thành phố bắn pháo bông, mình thấy cái view rất là đẹp, không cần phải chen chúc nhau ra đường Nguyễn Huệ đứng kẹt xe
Và view này rất đẹp và nhiều cái tiện ích để cho quý vị ngồi ở trong nhà mà vẫn giải trí được. Ánh đèn rất lung linh, rất đẹp. Và giá bán của căn hộ là tổng giá trị căn hộ là 3 tỷ 4. Quý quan khách nào có quan tâm thì có gì alo cho Huy để xem nhà trực tiếp nhé. Và rất chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video và luôn ủng hộ kênh. Và xin chào, cảm ơn quý vị rất nhiều.